Cà phê sữa đá nhà em. Vì chẳng thể nào biết trước ở kiếp sau ta còn có thể gặp lại nhau, vậy nên em vẫn mãi nỗ lực và dành hết bao điều tốt đẹp nhất đến em. Nhưng vô tình khiến anh tổn thương nhiều, vì mình bỗng nhiên trở nên bế tắc, chẳng phải cố ý, chỉ là vì yêu.